bán vé số nữa kìa. Bán vé số ở trên xuồng luôn các bạn. Bán số nha, chú vừa bán số nha. Cây măng cuột xôm xôm đây. Mẹ giùm lại nhỏ được. Bị con nước hay sao á? Đây là cái gì nè? Ở đây là ở đâu? À, nãy giờ nói mà không biết à? Không gài nút áo này bà nội. Gài ra hả? Ủa ngựa. Mặc cú quá. Má mày tao nói lấy cái này chết luôn á. Gài lại. Đi giao thông tới nó bắt mà bây giờ. Giao thông nữa. Giống như không thắt dây an toàn trên xe ô tô. Không rồi nè. Đây nè, mấy xe vô mấy vô hấu không? Mấy ghe này. Không, này, ghe này ghe ấu nè. Không xếp đẹp ghê ha. Không, không có cắt luôn. Trời ơi, làm gì á? Chèo. Thấy chèo hả bạn? Ồ, nước ngoài nè, nước ngoài. Hello, hello. Lê lưỡi. Đây là lưỡi không? Chú bạn mày ơi không nè. Hello hello. Mấy xe này chắc người ta ở trên này quá. Thì người ta đâu có đất đai gì đâu, người ta sống trên ghe nè, bữa nay là ở này chợ này mơ ở chợ khác. Đi ở này tỉnh này mơ ở tỉnh khác vậy đó. À, cái đó coi như là cái ngôi nhà của người ta rồi. Ồ, bán nước dừa rồi kiểu hả? Có bán á. Sương Thành không nói gì, ông cũng ở trên ghe đó, chứ cha mẹ ông thì nhỏ luôn. Bữa nay chỗ này mơ chỗ khác, sống trên ghe. Em cái sáng múc mà, múc cái xong đó. Không. Thử múc trên bờ đó, vậy này múc xong. Múc cá hay vậy? Cơm à? Mai về đồng uống tí đi. Đúng như là đó miêu tả ra đây ăn tô hủ tiếu rồi vậy. À. Đi cho biết mà. Mà cũng hay, thấy cũng hay hay mà. Má nó ngửi đi giỏi luôn ớt thiệt chứ. Không áo phao, không gì hết trơn luôn má, bà nó mới chở đó bạn. Nước ngoài nữa kìa. Thì nó gã ra nó số tới khoảng 8-9 giờ là này nó tan hết, nó đi chỗ khác chứ ai cho đậu hoài. Đậu hoài nó ảnh hưởng đến gây cản trở đường thủy á. Bữa nay không quay đậu lại hay sao mà chạy ngược vậy? Chạy về đó. Đó, con tay nó chụp hình đó. Má tay chỗ nào cũng có nó hết trơn trời. Rồi, mấy tay nó biết mấy cái này gần lắm á. Mấy tay ba lô nó kỹ lắm á, nó thích đi chơi mà. Từng đồng luôn á, tiết kiệm từng đồng luôn á. Em gái miền Tây. Em gái Hậu Giang. Má chim mà. Chụp hình với phim. Ừ, vậy.
dữ dằn nha, dữ dằn nha, dữ dằn nha. Đẹp gái đó. Cái này em đang không? Không, nãy mình đang lần kia mà. Mà ăn bánh giờ không về tôi ghé tiệm tạp hóa ra mua. Mệt rồi. Mình lên đây mày ngủ được mà, mày lên cái ghe đây mày ngủ được mà. Má chào lại. Để mà đến được chợ nổi Cái Răng này thì cũng không quên cảm ơn bác Tài nha. Đua với bán trái cây này. Rồi. Tạm biệt chợ nổi rồi. Chợ nổi. Hẹn gặp lại.